Sốt xuất huyết là một bệnh cấp tính nên diễn biến nặng rất nhanh chóng. Nếu không được xử lý phù hợp thì người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhiều trường hợp chủ quan tự ý điều trị tại nhà làm bệnh diễn biến trầm trọng, khiến các biện pháp can thiệp không thể cứu chữa. Con nít nó sốt đó là chuyện rất bình thường, cứ bình tĩnh. Thằng Bin nó sốt đó mẹ. Sao rồi? Sốt rồi mẹ ơi, cũng không có gì đâu mẹ. Rồi đưa nó đi khám chưa? Con xuống con kêu á, bây giờ ngồi lừ ở đây nè. Cái thằng này, sao không đưa con nó đi khám? Con nói nãy giờ mà cứ ngồi vậy đó. Cái điều này làm mẹ nghi nó bị sốt xuất huyết nè. Con cũng nghi như vậy đó mẹ. Mẹ cứ làm quá lên cái gì mà sốt xuất huyết. Vậy điều trị sốt xuất huyết tại nhà có nên hay không? Làm thế nào để phòng ngừa hiệu quả? Bệnh sốt xuất huyết là bệnh có thể điều trị ở nhà. Tại người ta thấy chiếm từ 70-80% là bệnh sốt xuất huyết có thể được điều trị ở nhà, không cần phải nhập viện. Khi mà quyết định điều trị bệnh sốt xuất huyết ở nhà phải nên tới cơ sở y tế chẩn đoán bằng thăm khám lâm sàng, cũng giống như người ta có thể chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết bằng xét nghiệm, sau đó thì chúng ta phải có điều trị cho phù hợp. Đón xếp chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề điều trị sốt xuất huyết tại nhà nên hay không, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.